này các bác ơi, một khu vực bán bonsai mới. Hôm nào em cũng đi qua chỗ này, tức là ngã tư ngã ba giữa đội Cấn với lại đường vành đai 2 ấy, đường vành đai trên cao. Đây là đội Cấn này, vành đai trên, đường vành đai đây, đường cầu vượt lên cầu Nhật Tân này. Thì cái chỗ này hôm nay đi qua lại thấy có cây rất đẹp, và có hai cái cây ổi đây, một cây này. Và kia một cây rất quái, kia gốc bằng lăng gì vậy, đây gốc cẩm thị nhưng mà để nắng quá. Chúng ta hỏi mua nhưng bác chủ nhà bác không có nhà, thì là chị kia, là chị vào quán bún bò này này, ta bảo là chờ tí anh về, thì nhân tiện quay luôn phim xem nào các bạn. Đầu tiên là cây ổi rất đẹp, cây ổi vệ dễ, cây này làm rất là lâu năm rồi, nhìn nó biết làm rất là lâu năm rồi, rất to nhé, nó cao khoảng hơn 1 mét, khoảng độ 1m3, không cái chậu đâu nhé, cái chậu thì nó khoảng độ 6m7. Tay tán thì theo lối cổ, và cũng phải rất lâu rồi nó mới hình thành được cái tay tán như này các bác. Thực ra mà nói thì cây này thì có bệ rễ, thân lùn, nhưng mà tôi không đánh giá cao về độ quái của nó, vì là mặc dù rất là đầy đủ bệ rễ và tay tán nhưng mà nó là dấu ấn của thời gian thôi, chứ không độ quái thì chưa cao. Bác nào mà quật được cây này về thì nặng đấy. Xiển xích mặt phía bên này thì bị lỗi, bị cháy, không có bệ. Con tử này thì quấn từ dưới quấn lên này, quấn từ dưới quấn lên nó dính vào đây, khá là đặc biệt, Được. Ở phía này chưa quan nhé. Đây, bác nhìn cho rõ con tử nha, nó dính vào đây, xong rồi vòng ra này, từ một cái rễ này vòng lên cái thân này, nó dính vào đây, cứ như quấn vào đây này, vòng lên rất rụt rịt, bẻ rất là nhiều lần vào dây rồi. Tất nhiên là vào dây không bao giờ để bị sâu quá. Đấy, đang phun lộc, đang có hoa này các bạn. Già như này nó ổi chứ mùa này chắc chắn là có hoa rồi. Cây mà già rồi không có hoa, cây non còn có hoa nữa này, tán rất rộng các bạn. Đấy, xa xa thì nó view hết được rồi. À, nhìn sơ phát là biết là cây ổi rồi. Cái bệ ở đây này các bạn, cái bệ phía này thì rất ổn, rất là bề thế, và cây tử lên rất hay. Để nắng này nó héo mất chị ạ. Em thích mấy cái ổi. Nắng quá, táp lá đi đấy. Mấy hôm nay Hà Nội rất nắng lắm, nắng héo hắt luôn đấy. Tổng thể cái này, cái tay hoành bên này thì nên xung xuôi một tí, như cái tay hoành bên này này thì đang che mấy cái tử rất nhiều nên là tôi không thấy ưng lắm. Cái ngọn thì phải rụt rịt thêm tí nữa. Cái đoạn trên này rụt rịt thì lại rụt rịt quá, cái đoạn này thì hơi bị cứng, hơi bị không hài hòa, thiếu hài hòa. Đấy, cái tán này che tử, che mất tử nhiều quá. Tử phải mạnh tí nữa. Và khu ngắn cái tay che cái tử đi. Theo ý tôi là thế, còn các bác mỗi người một ý. Không rõ. Đây các bác, nhìn cái tử này rất đẹp rồi, cái tử này rất hợp lý, rất đẹp. Cũng có thể nói là cái ổi giáng long này, ổi giáng long.
phía hôm này là hơi tuyết, hơi đuối. Nhìn ra đây này hơi đuối, tay tán. Mình đã thấy là dấu ấn thời gian, dấu ấn thời gian già, nó lâu rồi, nó mới được thế nào. Làm lâu rồi. Tuổi cây thôi không nói, nhưng mà tuổi làm thì lâu rồi. Đây là cây này hơi bị đuối tí. Theo là đến ông Cẩm Thị đang phơi nắng ở đây. Tôi không thích lắm. Cẩm Thị tay tán của lồng Cẩm Thị nó rất là dày. Chi chít nó dày hơn cả suối cơ. Dày hơn suối. Nhìn rất là khổ hạnh. Cẩm Thị, đây là Nam này. Cây hoành hoa rất là kinh. Đấy, và chi hàng xóm đây là cũng không chủ. Tiếp theo là cái ổi tôi đánh giá rất cao, mặc dù cốt cán là mới làm thôi, nhưng mà đúng đậm chất hàng khai thác. Chắc đường qua được về. Đấy, các bạn nhìn qua. Rất quá. Đây nha. Rất sần sùi, rất sần sùi. Phơi nắng, tiếc là phơi nắng quá. Mới là mới cho lên, mới được đào lên này. Mà phơi nắng sợ quá. Nắng rát luôn. Đúng đậm chất tự nhiên quá. Cái kia là cái nguyên tạo. Cái kia là cây làm từ lúc cây tán mới, còn cây này là cốt cán là quái. Cốt cán là quái. Cán là quái. Sót ruột đúng không? Nhìn cái phơi nắng là sót ruột quá. Lá thì lá non. Thân thì vừa mới đào lên. Cố gắng chờ bác chủ về để hải xem mang tiền. Nhìn đây là biết bằng lăng núi đá, bằng lăng núi đá đang ủ đây. Rất quái. Bằng lăng núi đá. Bằng lăng núi đá.
nhất trí, nhất trí. Bao nhiêu mét anh? Thế à? Rồi, ok, ok. Quay lại xem này đi. Đây này các bác này. Ở trên nắp tượng của bác đây còn có những cây nhỏ này. Con chó bé sợ quá. Nó mà tập cái phát thôi cũng được. Đấy. Rồi các bác nhá. Ừ, nắng quá, thôi em vào làm công nhân các bác nhá.